Vũ công thoát y là một công việc nghiêm túc ở Mỹ. Người Mỹ không vì công việc này mà khinh thường vũ công thoát y. Ngược lại họ cảm thấy việc này rất ngầu. Họ đồng ý bỏ tiền đi bar vì vũ công thoát y mình thích. Chris là vũ nữ thoát y chuyên nghiệp. Cô cũng thường chia sẻ cuộc sống của mình trên các nền tảng xã hội và được nhiều người ủng hộ. Hôm nay Chris chia sẻ một ngày của cô ấy. Chúng ta cùng theo chân Chris xem một ngày của vũ công thoát y thế nào. Sáng sớm hôm nay, Chris ngủ đến khi tự tỉnh. Vừa tỉnh dậy cô ấy nhanh chóng cầm điện thoại quay video, ghi lại một ngày của mình. Sau khi ngủ dậy cô ấy sắp xếp chăn gối gọn gàng. Sau đó bắt đầu chải tóc trang điểm. Chris lấy chun buộc tóc, rồi đeo băng đô bắt đầu rửa mặt, thoa sữa rửa mặt. Sau khi đánh răng dùng chỉ nha khoa làm sạch. Người Mỹ rất coi trọng hàm răng của mình, bình thường cũng bỏ nhiều tiền để chăm sóc răng. Vì thế Chris có một hàng răng trắng đều khỏe mạnh. Bôi kem dưỡng thể, tẩy tóc, gội đầu. Tiếp theo cô ấy tự chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh trống trải, đành làm một bát bột yến mạch đơn giản. Ban ngày Chris nghỉ ngơi không cần đi làm, vì thế cô ấy quyết định đi mua đồ. Sau khi ăn sáng xong cô ấy thay một chiếc áo ba lỗ hồng và một chiếc áo khoác trắng cùng một chiếc quần dài đen. Khi ra ngoài cầm theo rác vứt đi, đồng thời mang quần áo cần giặt đến tiệm giặt là. Người Mỹ thường có một máy giặt và máy sấy trong nhà của họ. Khi ở với bố mẹ cô ấy thường giặt ở nhà, nhưng hiện tại chung cư mà cô ấy ở, máy giặt để dưới tầng dùng chung, nên bạn cô ấy gợi ý cô ấy giặt ở tiệm giặt là. Không chỉ giặt giá rẻ mà còn là phẳng phiu, mùi cũng vô cùng thơm. Thế nên người không thiếu tiền như Chris về sau đều giặt ở tiệm. Đến tiệm giặt cô để đồ ở đây, 5 giờ chiều có thể đến lấy. Chris đến cửa hàng đồng giá mua đồ. Chris mua một số đồ ăn nhẹ và một vài lọ xịt phòng, tổng cộng 17 đô. Bình thường Chris thích mua đồ, cô ấy tiêu rất nhiều tiền cho quần áo và mỹ phẩm. Tiêu hàng nghìn đô la cho quần áo mỗi tháng. Tuy thu nhập cao nhưng tiêu cũng ác, vì vậy có thể tiết kiệm tiền khi mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Hết sức mua đồ rẻ, Chris cũng đã hẹn tẩy lông bằng laser lúc 1 giờ chiều, rất gần nhà cô ấy, vì thế cô ấy cần nhanh chóng về nhà. Những đồ đã mua rồi đi tẩy lông. Thẩm mỹ viện không rộng, nhưng đồ vật bày biện ngăn nắp gọn gàng. Chris vui vẻ chia sẻ nói, ai muốn tẩy lông bằng laser có thể liên hệ cô ấy. Cô ấy sẽ giới thiệu thẩm mỹ viện này. Mỗi năm Chris thường đến đây tẩy lông bằng laser một lần. Tẩy lông đã xong, cô ấy quay lại xe. Cô ấy rất thích thẩm mỹ viện này. Nhân viên ở đây rất đáng yêu và nhiệt tình. Sau đó cô ấy giải thích vấn đề tẩy lông. Bởi vì không phải nhân viên chuyên nghiệp, cô ấy chỉ đơn giản giới thiệu có hai loại tẩy lông. Một trong số đó có một cái máy như lấy kim châm vào, còn lại khác trông như sợi chun bắn vào. Chris sợ đau nên không dám chọn kiểu kim châm vào. Kim châm khá nhanh, nhưng hiệu quả tẩy lông thì cả hai kiểu đều ngang nhau. Vì thế cô ấy sẽ chọn loại không đau. Thông thường mỗi thẩm mỹ viện sẽ chỉ có một máy, nhưng thẩm mỹ viện này có hai. Nhưng cô ấy vẫn khuyên mọi người nên thử máy có cảm giác dây cao su bắn vào da. Tiếp theo cô ấy đến một trung tâm thương mại mua đồ. Vũ nữ thoát y thu nhập khá cao, nên họ rất thích đi mua sắm, tốn hàng nghìn đô la để mua đồ mỗi tháng. Tiêu nhiều nên tiền tiết kiệm không nhiều. Đầu tiên đến một siêu thị, nhiều loại hàng hóa được trưng bày. Cô ấy mua một xe gồm thức ăn và gối ôm. Tiếp theo cô ấy đến một cửa hàng xa xỉ, mua khăn quàng cổ và bút thiết kế riêng. Về đến nhà Chris bảo mình rất mệt. Hôm nay cô ấy mới ăn một bữa, đó là bát yến mạch ban sáng. Bây giờ cô ấy đói cồn cao. Cô ấy đun một nồi nước, sau đó sắp xếp đồ đã mua, cho vào tủ lạnh và khoe đôi bốt hàng hiệu mình mua. Cô ấy rất thích đôi bốt này. Tuy nhìn bốt hơi trắng, nhưng trên thực tế nó màu hồng phấn. Mặc kết hợp với quần bó hoặc quần jean đều rất đẹp. Đi vào cũng dễ chịu, gót cũng không quá cao. Khi đi dạo phố chân sẽ không đau. Sau đó cô ấy cho xem khăn LV. Chiếc khăn này có kết cấu tốt, những viên đá đính trên khăn sờ rất thích. Ngoài chữ LV ra, bên dưới có chữ Paris. LV là một thương hiệu cao cấp nổi tiếng của Pháp. Cô ấy phấn khích đeo chiếc khăn. Chris cũng mua một chiếc ví đắt tiền khi ở trong cửa hàng LV. Nhưng ví này không có trong kho, chỉ có thể ship từ kho khác về nhà Chris. Nước sôi, Chris bắt đầu nấu ăn. Chris nấu một bát mì ống và một nồi súp lơ. Sau đó cắt nhỏ súp lơ và đổ vào mì ống. Cắt vài miếng thịt gà cho vào trộn đều. Một bán mì ý đơn giản đã xong. Cho thêm một cốc trà. Đây là bữa trưa của cô ấy. Khi ăn mở TV lên xem, cây thông Noel để bên cạnh TV. Sau khi ăn xong cô ấy sẽ ngủ một chút. 8 giờ tối cô ấy bắt đầu đi làm. Còn thời gian để nghỉ ngơi, 6 giờ tối ngủ dậy bắt đầu trang điểm. Chris duỗi tóc bằng kẹp điện sau khi gội đầu, sau đó uốn tóc thành sóng bằng máy uốn tóc. Đeo băng đô bắt đầu make up, bôi son thoa kem, trang điểm xong đeo bông tai tròn to. Sau đó cho quần áo múa thoát y tối nay vào chiếc túi lớn, rồi lái xe đi làm. Tối nay Chris làm từ 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, làm 4 tiếng. Hôm nay không có nhiều việc. Chris chưa đếm hôm nay kiếm bao nhiêu. Cô ấy gửi tiền trực tiếp vào cây ATM trên đường. Máy báo cô ấy đã tiết kiệm được 462 đô la tối nay. Số tiền tuy ít hơn mọi ngày nhưng cũng được. Đây chính là một ngày của vũ nữ thoát y. Thu nhập cao tiêu cũng tốn. Ngày nghỉ đêm làm đến sáng.